được cục thiệp cho cô ấy coi. Đội 63 do cô Kim Tiên huấn luyện viên trưởng. Và đội 63 do thầy Hồng Cường huấn luyện viên trưởng. Đội 66 do cô huấn luyện viên trưởng. 66 tăng cục đi hàng bên đây. Mình động viên mẹ đây là mình động viên không? Để gạt nó kêu nó cho cô cầm cục thiệp á. Đã sang đi. Sang tán mà báo không tức. Bây giờ trọng tài đã dẫn hai đội ra sân để làm thủ tục trận chung kết này. Rồi, rất vinh dự nếu đội nào nhận được chiến tích. Rồi, hạn chế đi qua lại nè, không đi qua lại nữa nha. Dành cho hai đội. Sáng nay theo dõi trận đấu này rất đông. Ở khán đài A, khán đài B tập chiến khán giả. Lượng khán giả của khoảng 5.000 người. Mấy cái đi bài đi bạn đi nào. Đi nào. Những cái tay thân thiện dành cho nhau trước khi tập đấu. Đi để xe xe vô do sân rất là chặt nên để không gian của em thi đấu. Sáng nay chúng tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm của phụ huynh, rất nhiều con em mình bỏ công an việc làm đến tham gia cổ vũ tiếp nước cho con em mình, là một sự tự hào cũng như rất đáng trân trọng. Ở vòng sân phía Bắc, 66 vòng sân phía Nam và 63 đã bước trước một pha xuất thắng. Trận đấu bắt đầu nguy hiểm không ơi, nhưng họ về rất là khá bám được rồi. Nguy hiểm. Số 3 rất đẹp đón tiền ra đồng đội của người rất khó, tuy nhiên cô ấy sẽ quá nguy hiểm khi ta không kịp. Có một người đã thoát xuống rất là số 3 của cao đoàn rất là tinh thần đã cản phá thành công. Tinh thần của 20 của các cháu cản phá và bóng đội rất thành công. Luôn vào mắt thành ra đây bây giờ này chưa ổn định đối đầu. Nguy hiểm khi lại cho đồng đội có 17. Đó là và mới những phút đầu tiên mà đội đã đá tinh thần rất là nhanh. 20 Văn Thành lấy bóng rồi. Nguy hiểm. Đó bóng là được. Đó là quốc đại. Bóng hết đường biên. Thương số là của sao bà tuy nhỏ nhưng rất là chúng ta trong các bóng là thường nguy hiểm. Nhưng sao là lái bóng được rồi. Các thủ áo đen 17 kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ đá phạt của các đội bóng. Ở góc cao chút mình cũng trả lại, tuy nhiên bóng đi vòng xuống. Con đừng có gì đấy, con bấm cái like, con đừng có gì đấy. Mình đi rất tốt thì qua cánh trái không được. Không ra được cầu thủ tiếp theo. Số 3. Phú đâu, Phú. Số 3 đâu? Số 3. Như là Messi. Rất nhỏ nhắn. Tuy nhiên em đi rất gọn gàng. Sức. Tao bắn vào quá đẹp. Là đẹp. Theo khi có ích. Bóng lại. Chị lên chứ, chị lên con. Trận đấu càng về sau càng nóng lên. Và bây giờ là 6-6 đã tạm dẫn 2-0. Số 10 cố gắng, tuy nhiên Kim Tiên rồi. Cháu ba Nguyễn Quả đã đi rất gần một tầng. Kém một nước là cái còn ba nói cái gì nữa thôi thứ hai đầu tuần thứ ba rồi con gì không có mang không có đâu mấy năm trước cũng vậy mà. Rất kịch tính. Những hành động này nhiều pha hay thắng là thất tiền vào bóng bác chưa vào bóng chưa vào mặc dù vào không công nhận đúng ai đâu mà vô tiền một tiếng là tôi đứng lên mà còn lên đó là có chuyện đó lại còn có mình chết một chuyện luôn con hết chuyện đó lại. Lên phố, cậu lên phố. Số 10 theo kịp không? Kịp rồi. tiền mẹ đó nhìn lên đứng đó. Sao không? Bắn tiếp tục. Bắn tiếp. Trong căn này không có áo đen nào hết. Không có. Số 17. Số 10. Chuyền bàn trong. Không có ai hết. Pha đá biên dành cho các cầu thủ. Đá biên để cho nó ổn định lại đá. Bắn còn lăn đá. Đá lên gol. Messi, bạn ơi. Messi cũng bóng vào, bóng vào đây, bóng vào đây. Tất cả các thủ áo đen đã chèn ép và lấy bóng của các bạn. Tiếp tục Quốc Đại có bóng chuyền ra nhưng không được. Đại có người muốn chuyền bóng đây cho chị, mấy bạn hết chịu được việc báo đâu. Hết chuyền bóng đây không kịp rồi. Vấn đề này trọng tài đã nổi còi kết thúc